thêm một người từ chức vì vụ tai tiếng dùng phi cơ của Tổng thống Chinchilla tiến từ San Jose. Thứ trưởng của vụ Tổng thống kiêm Giám đốc Tình báo và An ninh kiêm Ủy viên chống ma túy Mauricio Borrachi đã từ chức trong ngày hôm qua, theo sau Bộ trưởng Giao thông Francisco Chacon đã từ chức trong ngày thứ Tư. Theo báo chí vào hôm thứ Sáu nói rằng, chính phủ đang rơi rụng tự do, Tổng thống Chinchilla mất chiến lược gia chống ma túy vì vi phạm an ninh. Qua lời tuyên bố trên đài truyền hình, Tổng thống Chinchilla nói rằng bà ta đã chấp nhận sự từ chức của Thứ trưởng Mauricio Borrachi. Bà ta công nhận Borrachi đã có công chống ma túy trong nhiều năm qua, nhưng ông ta có bổn phận phải cẩn trọng trong trách nhiệm bảo vệ bà ta, nhưng đã không đáp ứng được trách nhiệm này. Costa Rica không có phi cơ riêng cho Tổng thống, nên Tổng thống Chinchilla phải dùng các chuyến bay hành khách và dùng phi cơ do các nước cung cấp khi đi công du. Nhiều người dân ở trên đường phố bày tỏ sự tức giận. Ông Alberto Rodriguez đã tỏ ra không tin sự chân thành của Tổng thống, nói rằng trong vài tháng tới sẽ thấy Tổng thống có mặt ở những nơi mà người dân không mong muốn. Ông Giulio Chilo nói rằng cả nội các của bà Chinchilla đều phải bị cách chức. Bộ trưởng Chacon nói Gabriel O đã xưng là đại diện của công ty gọi là THX Energy và đã lừa ông ta trước khi Tổng thống Chinchilla đi Peru. Ông ta tin rằng Gabriel Morales là một công dân sinh nở Colombia. Tổng thống Chinchilla đã dùng phi cơ tư nhân đi dự đám tang của cố Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela và cuối tuần qua thì đã dùng phi cơ trở lại để đi Peru vì công việc riêng. Trưởng lý Costa Rica cho biết đang điều tra để biết Tổng thống Chinchilla đã phạm luật khi dùng chiếc Cessna 525B Citation CJ3 có 7 chỗ ngồi hay không.